quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại thành phố San Jose, lễ động thổ xây cất trung tâm phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã long trọng cử hành. Xin chào quý vị. Good morning everyone. Thank you for being here. Ở trên nước Mỹ hay là trên thế giới chưa bao giờ có chính quyền nào mà giúp đỡ cho cái cộng đồng Việt Nam với một sự kiện phương tiện rất là lớn lao như vậy. Mà chúng ta cũng thấy rằng ông President Del Cortese và bà Sandy Chavez, những người đó đã có công lao để giúp đỡ. Now, in the next few days, after this celebration, the county will come in and demolish this old building, grade the site, and really get it ready to start building. There's several million dollars in the county budget already to build this new building, which will be a large building, over 35,000 square feet, from what I understand. Cấp thêm 7 triệu để mà phụ trách về vấn đề xóa bỏ và 35 triệu để xây cất cái trung tâm. Thì cái đó cũng gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng mà chắc chắn cái đó thể hiện cái gì? Thể hiện họ quý trọng cái cộng đồng của chúng ta. Tôi thấy đây là một cái thành công đáng kể cho tất cả cộng đồng Việt Nam mình ở đây. À, cái cảm tưởng của con như thế nào khi con đến đây ngày hôm nay? Dạ, bữa nay con tới đây con thấy rất là vui và hãnh diện, tại vì ở đây là một trung tâm cộng đồng mới mở để cho những người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự quan trọng về lịch sử cho người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta tại vùng Bắc Cali. Chúng ta sang đây đã được 42 năm. Đây là cái lần đầu tiên mà có một cái trung tâm sinh hoạt riêng biệt cho cái cộng đồng người Việt quốc gia. Đây là một cái việc mà họ đáp ứng cho những cái sinh hoạt cộng đồng, và là một điều rất là vui mừng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây. Đây là một cái trung tâm mà có lẽ là tất cả những cộng đồng người Việt trên toàn thế giới chưa có một cái nơi nào được quan tâm. Đó là cũng do sự đóng góp tích cực của mọi người trong cộng đồng người Việt tại vùng San Jose. Dạ, con cảm thấy rất vui vì có một trung tâm sinh hoạt riêng cho người Việt. Thứ nhất là chúng ta phải có tiếng nói đoàn kết để đấu tranh, và thứ hai làm được như thế có nghĩa là quý vị phải tham gia bầu cử, có được tiếng nói chính, cái lá phiếu của quý vị là yếu tố sức mạnh. Vì thế đây là một biến cố lịch sử. Ngày hôm nay là một ngày lịch sử. Đây cũng là một cái thắng lợi của cộng đồng Việt Nam ở chúng ta, và sau 42 năm đây là một cái thành công đó gọi là cộng đồng Việt Nam chúng ta khích lệ cái tinh thần, chẳng những tại địa phương mà nhiều địa phương khác. Đây là trung tâm đầu tiên mà chính quyền quận hạt Santa Clara đã chi hơn nhiều chục triệu đô la để xây cất cho người Việt chúng ta sinh hoạt, với diện tích khoảng 32.000 square feet trên một khu đất nằm ngay chính giữa thành phố San Jose, nơi có nhiều cư dân gốc Việt sinh sống nhất, nhằm phục vụ mọi nhu cầu cần thiết cho người Việt. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt ở miền Bắc của tiểu bang California có được trung tâm sinh hoạt này, đó là nhờ uy tín của hai vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, đó là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và Đô đốc Trần Văn Trơn, đã cùng với đại diện các cộng đồng, các hội đoàn, các vị dân cử đã cùng nhau vận động chính quyền quận hạt Santa Clara trong nhiều năm trời. Liên tiếp, Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California.